chào những khán giả yêu mến của Tôi 20. Ngày hôm nay thì nhân dịp cuối tuần rảnh rỗi thì Eddie đã rủ Gabi đến một nơi mà Gabi thấy thế nào? Bồng bềnh trên mây ngắm toàn thành phố Hà Nội luôn. Và đây cũng là một nơi mà giới trẻ Hà Nội đang rất yêu mến, nơi mà các bạn ấy có được những khoảnh khắc rất là thú vị. Không cần mây, bây giờ chỉ thích ngay vào trong thôi. Đây là một điểm mà Gabi đã ấp ủ muốn được lên đây từ lâu lắm rồi. Nhưng mà may quá lần này nhờ có Eddie trúng tuyển phụ Simi, qua được phòng Simi nên là mình mới có dịp được hang như thế này. Cứ trúng tròn thật nhiều vào để Gabi được hang nhiều nhá. Nhiều nơi gì? Bây giờ Gabi đã chuẩn bị sẵn máy ảnh rồi, bây giờ chỉ có việc là vào trong và chụp ảnh thôi. Còn chân gì nữa, chúng ta sẽ cùng theo chân Eddie và Gabi khám phá cuộc hành trình ngày hôm nay nhá. Xin mời. Nơi Gabi và Eddie ghé thăm trong cuộc hành trình ngày hôm nay hẳn đã khá quen thuộc với các bạn trẻ Hà Thành, đó chính là không gian tranh 3 chiều nằm trên tầng 72, tầng cao nhất của Gangnam Landmark Tower, tòa nhà cao nhất Hà Nội hiện nay. Điều thú vị thu hút rất nhiều du khách, đặc biệt là lứa tuổi teen chúng mình đến với nơi đây, chính là những bức tranh 3D với đường nét tinh tế và màu sắc cực kỳ sống động. Đừng quên mang theo chiếc máy ảnh khi có dịp đặt chân đến đây, bởi cùng một lúc bạn có thể chiêm ngưỡng và thả mình vào rất nhiều không gian kỳ thú khác nhau. Lựa chọn tư thế tạo dáng, biểu cảm thích hợp với từng bức tranh và bấm máy. Vậy là bạn đã có những bức hình với hiệu ứng độc đáo, thú vị. Những bức tranh 3D như thế này đã rất phổ biến trên đường phố phương Tây và quen thuộc với teen thế giới, nhưng vẫn còn khá mới lạ tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên mà Gabi và Eddie có được những trải nghiệm thú vị với tranh 3D. Hãy cùng theo chân hai người bạn dẫn của chúng ta tham quan một vòng và ngắm thật kỹ những bức tranh không gian 3 chiều để cùng bắt đầu cuộc hành trình khám phá thế giới 3D đầy hấp dẫn các bạn nhé. Nghệ thuật không gian 3 chiều có nguồn gốc từ Nhật Bản do họa sĩ Kenzo Kazumune sáng tạo ra cách đây gần 30 năm, rất được ưa chuộng tại châu Âu và mang đặc thù của nghệ thuật phương Tây. Mới chỉ du nhập vào Việt Nam khoảng 3-4 năm trở lại đây, nhưng nghệ thuật 3D đang mở ra cả một thế giới vô cùng hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của giới trẻ bởi những hiệu ứng độc đáo trên nhiều thể loại như tranh vẽ 3D, ảnh 3D, phim 3D. Đặc điểm nổi bật nhất của nghệ thuật không gian 3 chiều chính là lợi dụng phản xạ và khúc xạ ánh sáng tạo hiệu ứng đánh lửa thị giác, giúp cho người nhìn thấy được hình ảnh sống động như thật. 3D hay không gian 3 chiều, 3-dimensional, được đặc trưng bởi 3 thông số là chiều rộng, chiều cao và chiều sâu. Nguyên tắc để tạo ra hình ảnh 3D là phải xây dựng lại được một hệ thống đánh lừa được đôi mắt, để khi nhìn vào hình ảnh, cảm nhận được 3 chiều như trong không gian thực tế mà ta đang sống. Thuật ngữ 3D đang ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại, đặc biệt quen thuộc và có những ứng dụng lớn trong đời sống giới trẻ. Bởi vậy mà không lạ khi những hoạt động hay sự kiện về chủ đề 3D thu hút được sự quan tâm rất lớn của các bạn trẻ. Điểm đến tiếp theo của Gabi và Eddie trong cuộc hành trình ngày hôm nay chính là buổi hội thảo 3D Animation, hình dáng của tương lai do trường đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia tổ chức. Buổi hội thảo được tổ chức cùng lúc tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, là một cuộc giao lưu, là nơi gặp gỡ của những bạn trẻ yêu thích nghệ thuật 3D. Tại đây, giới trẻ chúng mình không chỉ được tìm hiểu về công nghệ hoạt hình 3D mà còn có thể trao đổi và học hỏi những kiến thức về 3D từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Nhật, Pháp, Hàn Quốc và Việt Nam. Hãy cùng Gabi và Eddie gặp gỡ với một số bạn trẻ tham dự hội thảo để xem họ nói gì về môn nghệ thuật 3D đầy mới mẻ và hấp dẫn mà các bạn ấy đang yêu thích và quan tâm nhé. Giới thiệu các bạn, mình là SD, còn đây là Gabi đến từ chương trình Tôi 20. Và ngày hôm nay bọn mình rất vui khi được tham dự hội thảo này. Gabi cũng thấy khá là đông các bạn đến đây và tham dự hội thảo này. Gabi không biết là tại sao mà các bạn lại quyết định đến tham dự hội thảo về 3D nhỉ? Ở Việt Nam thì các cánh ảnh 3D thì đang được phát triển và bọn em cũng đang là những sinh viên và ham học hỏi ạ. Và bọn em đã tìm đến với 3D nhờ vào lòng nhiệt huyết và yêu nghề thôi ạ. Ồ, như vậy là cô bạn này mới biết đến 3D mà đã có nhiệt huyết và yêu nghề, như vậy là một cái khởi đầu rất là tốt. Còn đối với bạn? Mình thì mình đang học về 3D rồi. Thì
tham dự một hội thảo về 3D thì tất nhiên là một cái rất tốt cho mình. À, học về 3D là học cụ thể về cái gì? Vì Gabi cũng không hiểu rõ trong cái khái niệm 3D theo các bạn là. Bọn mình được học khá nhiều phần mềm về 3D, kiểu là 3D Max rồi nói chung là khá nhiều, nhưng mà nó cũng cắt những cái cần thiết để mình có thể làm về những bộ phim 3D hoặc là game 3D sau này. Đó là lý do mà bạn tìm hiểu về 3D đúng không? Đúng rồi. Thế còn các bạn sao? Em thì mà em chưa học đến 3D mà em rất là thích cái xem phim hoạt hình và đặc biệt là 3D, nên em tham gia hội thảo này để tìm hiểu thêm về nó. Các bạn thấy rằng hội thảo ngày hôm nay đã cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích nào? Hôm nay đến với hội thảo thì được xem rất nhiều phim hoạt hình ạ. Nó hay phim là phim mới á, thì bọn em rất muốn học tập những anh chị đi trước và để làm ra những phim như vậy. Còn với bạn? Với mình thì những bộ phim này thì mình đã xem một lần rồi. Những chuyên gia Nhật đây thì chủ yếu là về làm game. Thì mình đấy là mình cũng mong muốn sau này mình sẽ về làm game ấy. Với lại họ là, cũng là một công ty rất lớn. Thì mình cũng mong muốn sau này tìm một cơ hội cho mình. Tìm cho mình một cơ hội để làm việc cho công ty của Nhật. Theo bạn thì ứng dụng của 3D hiện nay và cũng như là tầm quan trọng của nó trong đời sống hiện nay đối với cái giới trẻ của chúng ta là gì? Từng người một nhá. Nào. Thì cái ứng dụng của 3D hiện nay rất là phổ biến ạ. Và bây giờ khi ở Việt Nam thì là trong tương lai là chắc chắn là sẽ phát triển mạnh. Vậy em nghĩ là đây là một trong những ngành là kiểu thu hút giới trẻ. Và nó đã thu hút bạn. Bạn là một người đang đi học thì bạn cảm nhận thế nào về 3D với giới trẻ hiện nay? Đầu tiên đấy là về game. Về game. Hồi xưa có phải bạn thích chơi game không? Mình quá thích chứ. Chắc chắn là không phải mình mà rất nhiều người. Và từ niềm đam mê đó thì bạn lại muốn trở thành một người làm ra những game sáng tạo đúng không? Đúng rồi. Đầu tiên nó là mang tính chất giải trí. Mà đấy cũng tính chất quan trọng nhất. Ngoài giải trí ra, Gabi thấy hình như bây giờ thiết kế có cả 3D đúng không? Ừ, đúng rồi. Khi mà xem những phim hoạt hình sống động thì càng thích hơn. Như vậy em đến với buổi hội thảo hôm nay mong là mình sẽ tìm được một nguồn mới để có thể thiết kế được nhiều phim này. Thật ra là Gabi đoán mò và lại thành đúng. Không biết rằng là sau buổi hội thảo này các bạn đã có chuẩn bị cho mình một dự định nào đó để tiếp tục cuộc hành trình của mình để khám phá những cái tính năng mới của 3D chưa? Sau hội thảo thì chắc là chúng em sẽ bắt tay vào làm một phim mới ạ. Còn với bạn thì sao? Mình cũng thế, mình trong một nhóm mình cũng đang bắt đầu chuẩn bị làm một bộ phim về 3D rồi. Một bộ phim hẳn một bộ phim thôi. Mình cứ tưởng là bạn sẽ làm game. Còn với bạn? Mình thì cũng chắc chắn là sẽ chuẩn bị một bộ phim cho kỳ tiếp theo. Thế là chúng ta sẽ có 3 bộ phim. Như vậy là từ hội thảo ngày hôm nay thì mỗi bạn trẻ có một dự định rất riêng và ít nhất là 3 bạn trẻ ở đây đã có ý tưởng cho 3 bộ phim rồi. Và tôi chúc rằng là 3 bạn sẽ thực hiện được ý tưởng của mình và một ngày nào đó thì chúng tôi sẽ trở thành khán giả trong 3 bộ phim của các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Chúng mình lại bắt được 2 bạn nữa đang tranh thủ giờ nghỉ giải lao và chúng mình lại cũng tranh thủ để hỏi. Các xin chào các bạn, mình là SD và đây là Gabi đến từ chương trình Tôi 20. Mình hỏi một chút là các bạn có hiểu gì như thế nào là 3D, có một chút khái niệm nào đó về 3D không? Về 3D à? Theo cách hiểu riêng của bạn. Có lẽ đây là nhìn nó đẹp hơn 2D. 3D là thêm một chữ lên nữa đẹp. Còn với bạn? Theo mình thì nhìn hình ảnh 3D nó vẫn đẹp và sống động hơn. Nó diễn tả được hình ảnh hay khung cảnh thì nhìn nó như thật, sẽ thu hút được nhiều người hơn, thực tế hơn. Tôi không biết rằng là với 3D thì nó thường ứng dụng gì? Chúng tôi được xem những bộ phim hoạt hình, những cái game thì ngoài ra nó còn có ứng dụng nào khác 3D trong cuộc sống không? 3D còn quảng cáo. Quảng cáo cũng dùng 3D à? Vâng. Và thông tin cái nội thất 3D. Có cả quảng cáo TV hoặc là các poster ngoài trời cũng có thể là 3D được. Các bạn có cảm thấy rằng đây thực sự là cái nghề, cái cơ hội việc làm nó rất rộng mở đối với các bạn không? Có, vì thị trường Việt Nam bây giờ bắt đầu mấy cái này là mới. Nên mình nghĩ là sẽ có nhiều việc làm cho sinh viên. Như bạn là theo vậy bạn làm những cái gì mới thì thường là nó sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn đúng không? Và trong tương lai thì các bạn đã dự định làm một công việc gì đó liên quan đến 3D chưa? Rồi, mình làm về nội thất 3D. Còn với bạn? Mình cũng thiết kế nội thất 3D. Chúc là sau buổi hội thảo này các bạn sẽ có tích lũy thêm được nhiều kiến thức về 3D và là các bạn sẽ thành công trong những công việc của mình. Cảm ơn các bạn ạ. Nghệ thuật 3D phổ biến nhất hiện nay có lẽ chính là trên phim ảnh, game hay những clip quảng cáo.
và đó cũng là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của giới trẻ nhiều nhất. Nhưng bên cạnh đó, nghệ thuật 3D khởi đầu và gần gũi nhất với chúng ta có lẽ vẫn qua những bức tranh được vẽ bằng chì, màu nước đơn giản nhưng sống động như thế này. Trước khi cùng tiếp tục cuộc hành trình ngày hôm nay, hãy cùng tôi 20 tìm hiểu xem các họa sĩ sáng tạo nên một bức tranh 3D đơn giản như thế nào các bạn nhé. Tìm hiểu thì có thể thấy là 3D có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống phải không nào? Chính vì thế nên HD và Gabi quyết định phải chia nhau ra để tìm hiểu cho kịp nhiều thông tin để chia sẻ với các bạn. HD thì nói rằng sẽ đem đến một bất ngờ nào đó cho Gabi mà Gabi chưa biết và chúng ta hãy chờ đợi phía sau nhé. Còn bây giờ thì hãy hướng máy về phía ba bạn nam khá là điển trai ở ngồi đang cạnh Gabi đây và hãy để cho các bạn ấy tự giới thiệu về mình. Xin mời bạn. Mình xin giới thiệu, mình tên là Đinh Văn Thi, mình cũng đang bắt tay vào làm về phim hoạt hình, về game và sử dụng phần mềm 3D. Mình là Hải, hiện tại thì công việc của mình vẫn là TVC game 3D và có một chút lần sẵn sàng game. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Nhật Hoàng và công việc của mình là làm ảnh 3D và hiệu ứng trong 3D. Ảnh 3D và hiệu ứng trong 3D, nói tóm lại là tất cả là đều dường như là lấn sân sang nhau và cái gì các bạn cũng có thể làm được với 3D đúng không? Ví dụ như ở đây Gabi có thấy là đây dường như là một bức ảnh được chụp lại từ cầu phải không ạ? Gabi thử nhìn kỹ xem. Có vẻ hơi khác khác một chút. Đây là một bức ảnh về cầu Long Biên mà mình đã làm từ rất lâu rồi. Nhìn thoáng qua thì mọi người có thể tưởng là ảnh chụp vì mình ở đây mình sử dụng cả những hiệu ứng trong 3D. Ở bức ảnh đầu tiên thì mình sử dụng cái hiệu ứng là góc mờ xa thì để cho tạo cảm giác như các bạn đang đi trên một cái tàu, đi trên cầu. Còn ở bức ảnh thứ hai thì mình làm bức ảnh có chiều sâu để thể hiện được các nhịp cầu của Long Biên. Có nghĩa là đây là một bức ảnh do bạn dựng lên trên 3D và sau đó bạn chụp lại. Trông cứ như là một bức ảnh chụp thật ấy. Nếu mà chỉ với một con mắt nhìn bình thường của những người không am hiểu nhiều về 3D như Gabi thì chắc chắn rằng khó mà nhận ra đây là một bức hình chụp 3D. Vậy thì không biết là điều gì đã khiến các bạn được tìm hiểu về 3D và biết đến với 3D và tạo nên những sản phẩm như bây giờ nhỉ? Mình đến với 3D từ khi mà mình còn chơi game từ hồi cấp 3. Khi mình chơi cái game Thiên Long Bát Bộ thì mình đã thấy những cái mô hình kiến trúc và những nhân vật trong đấy nó chuyển động rất là hay. Từ lúc đấy là mình bắt đầu mình tìm hiểu 3D nhiều hơn và mình khi mà mình tạo dựng ra được những mô hình 3D của mình ấy, thì mình lại càng thích thích nó hơn, cảm thấy tâm đắc hơn vì giờ đây chính tay mình đã tạo nên những sản phẩm đấy. Thế các bạn? Mình cũng giống như Hoàng. Một điều nữa là mình rất thích phim hoạt hình, xem rất nhiều phim hoạt hình của nước ngoài ấy thì nó rất là đẹp, nói chung là một ký ức tuổi thơ nó rất là tuyệt vời với những bộ phim hoạt hình đấy. Mình có một ước mơ là sau sẽ cố gắng giúp hoạt hình Việt Nam một chút nào đó là có thể phát triển hơn, phát triển hơn đấy, giúp cho các bạn các trẻ em sau này của mình thì có thể là có những bộ phim của chính Việt Nam. Rất ý nghĩa đấy chứ. Vậy thì điều gì đã khiến sau khi các bạn tìm hiểu về 3D thì nó đã hấp dẫn các bạn để đi đến cùng với 3D như bây giờ? Bản thân mình cũng là người mà rất chi là thích vẽ. Đấy, mà vẽ tay nhiều thì rồi cũng nghĩa là cũng có chút khiếu. Cũng có rồi. Thì mình tìm thêm một đến một cái kiểu vẽ khác. Đấy chính là đưa vào trong 3D. Nó hiện thực hóa cái ý tưởng mà mình không thể làm được đúng không? Ở bên ngoài có những cái cảnh quay mà không thể làm được mà 3D được thể hiện trên máy và nó sẽ làm rất là tốt.
Bây giờ mình làm một cái bộ phim để quảng cáo, ví dụ như quảng cáo sữa Vinamilk chẳng hạn. Thì mình không thể đưa những con bò ra cho nhắc nhảy như thế được. Đấy, thì ở trong đấy cái 3D nó thực hiện được những cái điều đấy. Nó rất ngộ nghĩnh và dễ nhớ. Hiện tại thì mình cũng đang làm và bắt tay vào làm cái kiểu mô phỏng về giáo dục cho bên bộ đội. Là mô phỏng máy bay này, xe tăng này. Thì mình có thể làm ở trên máy tính và mình đưa vào phần mềm, nó tương tác với cái phần mềm giống như là máy bay hoặc là xe tăng đấy và huấn luyện ngay trên đấy. À, bạn. Với mình thì là mình cảm thấy là 3D thì nó tạo cho người xem một môi trường thực tế ảo thật sự. 3D nó cũng có một lợi thế đó là mình có thể sử dụng được cái góc quay để mình chiếu các góc của nhân vật của mình cho nó có hình khối. Nó khác với 2D là nó chỉ ở dạng một mặt duy nhất thôi, nó trên một mặt phẳng. Trong 3D thì mình có thể kết hợp nhiều cái hiệu ứng nó khác nhau, sử dụng cái ánh sáng nó đẹp. Nghĩa là ảo mà thật đúng không? Làm cho cái người xem người ta có thể nhận ra được đâu là thật đâu. Giống như bức hình này. Khó mà ai có thể nhận ra được đây là bức hình chụp hay là bức hình được tạo dựng bởi kỹ xảo 3D. Nghe thì có vẻ hấp dẫn như thế và tạo được nên những sản phẩm mà mình cảm thấy rất là tâm đắc với nó, tâm huyết với nó như thế. Thế nhưng khi trong quá trình các bạn học tập và cũng như là gây dựng nên những sản phẩm của mình thì có gặp nhiều khó khăn không? Để bắt tay vào làm một bộ phim 3D ấy, không những mình phải trang bị về kỹ thuật tốt mà mình còn phải hiểu biết về điện ảnh nữa. Một chút về điện ảnh nữa. Chúng ta thì phải có một cái kịch bản. Các góc quay của trong phim đấy thì mình làm thế nào mình hiểu biết để mình đặt cái camera ở trong cái 3D nó cũng phải tương đối là dễ chịu. Thì là mình phải hiểu biết về cái bố cục. Và cái thứ hai nữa là mình phải hiểu biết về ánh sáng nữa. Ở trong 3D thì còn có cái khó khăn nữa là về các trang thiết bị của mình. Ở Việt Nam thì còn rất là hạn chế. Ví dụ như là mình làm một cái bức ảnh ví dụ cầu Long Biên kia thì mình làm rất là nhanh thôi, nhưng mà khi mà mình đợi để xuất ra một cái bức ảnh đấy thì nó lại mất nhiều thời gian. Ở trong cái 3D này thì ngoài cái việc là nó giúp mình thể hiện ra những cái ý tưởng, những cái hình dáng hay là những nhân vật đấy thì nó còn mang một điều nữa là nó phải có thể là theo xu hướng tả thực đấy, hoặc là nó phải thực sự là nó thật, cần rất là nhiều thời gian và ở nghĩa là chi li từng chi tiết đúng rồi, từng chi tiết và nó phải thể hiện hiện thực hóa tối đa cái hình ảnh đấy. Đấy thì cái đấy thì mình không thể là một hai ngày hoặc là ngắn thời gian mà mình có thể là tích lũy được cái kinh nghiệm để mình làm. Thì bình thường làm một cái công việc 3D thì nó rất là nặng nhọc nên là mình phải có kết hợp nhóm với nhau. Thì nếu mà làm một mình thì công việc thì hiện tại thì vẫn có thể tham được, nhưng mà mình sẽ rất vất vả chia khối lượng công việc ra để có thể hoàn thành nó sớm hơn. Thì các bạn đang đi vào thực hành và có làm những công việc về 3D rồi đúng không? Dự định của các bạn là thế nào? Dự định của mình ấy, thì thực ra thì khi chưa ra trường, chưa thi tốt nghiệp thì mình cũng đã đi làm rồi. Và hiện tại thì mình cũng đang thực hiện đúng cái ước mơ của mình, đó chính là làm phim hoạt hình và game. Đấy. Thì bên cạnh đó mình cũng tự thực hiện đấy cùng với một số bạn thực hiện một bộ phim sắp tới thì mình sẽ ra mắt. Phim ngắn thôi nhưng mà nó cũng có nội dung nhất định. Phim 3D à? Phim 3D. Dự định tương lai thì mình sẽ cố gắng làm sao cho rồi kinh nghiệm để mình có một kỹ năng nó tương đối để giúp ích cho nền hoạt hình Việt Nam và trong cả quảng cáo nữa. Đấy thì mình cũng muốn một chút nào đó game Việt Nam có thể là có tên tuổi ở trong làng game thế giới. Thế còn bạn nào? Bạn có dự định là tham gia những cuộc thi ảnh nào đó mới không? Hay là chắc chắn là mình sẽ tham gia. Còn ngoài ra mình còn một dự định khác là mình vẫn yêu thích cái nghề dạy học từ bé. Mình phấn đấu là một giảng viên. Giảng viên. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem chiêm ngưỡng những sản phẩm mà các bạn ấy đem lại và sau đó thì xem anh chàng HD sẽ đem lại bất ngờ gì cho Gabi nhé. La 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 la.
Chào bạn. Mình là Eddie, mình đã gọi điện cho bạn và hẹn gặp trước ngày hôm nay. Mình thì mới chỉ tìm hiểu hoạt động các bạn qua trang web và Facebook của các bạn có thể giới thiệu một chút được không? Tôi tự làm của mình thì chủ yếu hướng dẫn các bạn làm các đồ handmade. Như vậy là qua cái trang web của các bạn thì chúng mình sẽ được biết và một vài cái cách để có thể tự làm ở nhà được đúng không? Mà Gabi thì đã khám phá về kỹ thuật làm 3D ở trên máy đồ họa rồi, trên máy tính. Còn ngày hôm nay thì Eddie sẽ có một hành trình mới để gặp anh bạn học sinh này để tìm hiểu về kỹ thuật làm những cái vật dụng nho nhỏ, những cái mô hình nho nhỏ. Tại sao bạn lại biết đến nó? Bởi vì với bản thân Eddie thì Eddie nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mình thấy những cái hình nó khá là kỳ công và nó có thể làm trái lại như thế này. Khi mình lên mạng, mình đã nhìn thấy một số mô hình kiến trúc rất đẹp của quốc tế. Mình thật sự thích. Vậy thì bạn đã tập làm hay là ai dạy bạn làm những cái này không? Mình chủ yếu là tự lên mạng hoặc tự tìm hiểu và về thôi. Chắc chắn là bạn sẽ dạy tôi tốt đây. Thế thì bây giờ nếu chẳng hạn Eddie là người mới học nhá, thì bạn hướng dẫn cho mình là mình phải chuẩn bị những vật dụng gì hay là có cái điều gì chú ý để có một tác phẩm thật đẹp và ưng ý không? Các bạn cần phải, nếu mà muốn làm một mô hình giấy thì là paper craft thì các bạn sẽ chuẩn bị con dao. Một chiếc dao như thế này. Một chiếc bút bi hết mực. Ủa, tại sao lại phải hết mực? Tại vì nếu mà hết mực thì sẽ giúp mình kẻ nếp để khi gấp lại thì nó sẽ không bị tạo nếp nhăn. Mình hiểu ý bạn. Còn gì nữa không nhỉ? Một chiếc tất kẻ, tất nhiên là đi kèm với rồi. Và một tấm bàn kính. Bàn kính để cắt. Ngoài ra còn có một cái đây gọi là keo sữa. Keo sữa để gắn các mảnh lại với nhau. Tôi nhớ là cũng một lần tôi cũng được tặng một tấm thiệp mà khi mở ra nó đúng là một cái hình tương tự như thế này, là một mô hình 3D. Ý của bạn là có phải là cái này không? Oh, ý của bạn có phải cái này không? Rất chuẩn. Đấy, tôi rất thích kiểu này bởi vì nhìn nó rất là sinh động và lạ mắt, đặc biệt là gây ấn tượng cho người xem. Vậy thì bây giờ hôm nay Eddie hơi thao một chút nhá. Bạn có thể giới thiệu cho Eddie cả hai cách làm, một là mô hình giấy 3D và hai là làm một tấm thiệp 3D như thế nào không? Còn bây giờ sau đây thì mình sẽ cắt tặng bạn một con Danbo. Oh, Danbo. Xu hướng sử dụng kỹ thuật 3D không chỉ dừng lại trên phim ảnh với những kỹ năng máy móc phức tạp mà còn được thể hiện vô cùng sinh động và khéo léo trên chất liệu giấy. Những tấm thiệp 3D hay những mô hình giấy giờ đây đã trở nên quen thuộc trong văn hóa tặng quà của giới trẻ Việt. Không khó để bạn có thể tìm thấy rất nhiều mẫu thiệp theo phong cách 3D và cũng khá đơn giản khi bạn có thể tham khảo cách làm những mô hình giấy 3 chiều với hướng dẫn tỉ mỉ trên mạng Internet. Cũng bằng cách đó, anh chàng Eddie của chúng ta đã tìm đến với website Tôi Tự Làm để học cách làm ra một sản phẩm 3D làm quà tặng hay đồ trang trí độc đáo. Ngoài những dụng cụ mà bạn công sinh giới thiệu, để làm một sản phẩm 3D như thiệp hay mô hình, bạn có thể tìm kiếm và lấy những mẫu sẵn có trên các website hướng dẫn như Tôi Tự Làm, sau đó mang đi in màu trên giấy trắng với mô hình hoặc in đen trắng trên giấy màu đối với các tấm thiệp. Công đoạn tiếp theo rất đơn giản với các thao tác cắt trổ theo đường in sẵn, tạo rãnh gập với bút bi hết mực và thước kẻ, sau đó ráp nối các mảnh với nhau bằng keo sữa theo hướng dẫn. Cùng với một chút tỉ mẩn, kiên nhẫn, vậy là bạn đã có được một sản phẩm 3D lạ mắt và ấn tượng rồi đấy. Hãy thử bắt tay vào làm một tấm thiệp 3D sáng tạo hay một mô hình giấy ngộ nghĩnh theo hướng dẫn của Tôi 20 nhé. Các bạn sẽ có được những trải nghiệm và cảm xúc thật thú vị. Chúc các bạn thành công! Chúng này trông rất là lạ mắt, trông giống một con robot nhưng mà thực ra là robot làm bằng bìa cắt tông thì phải. Mình tưởng tượng rằng là cái này là một cái thùng bìa cắt tông thông thường mà chú này thì là có phải trái tim bên này đấy, các bạn nhìn thấy rất là đáng yêu. Every time I call, she just come. Cause every time I call, she get to come. Damn, I'm a lover, and look what this shit done. When I used to keep a roll of them bitches like which one? It's the boss. Not a dream, baby. Or is it a dream? She graduated from the school of arts. Now she's swimming in the pool of sharks. Roughest niggas with the coolest cars. Sophomore year, had her first menage. Met in D.C. like Go Barack. Girl drunk it like a Fiji and she blow my socks. Every night she coming through for me to fuck that. Find out she had a man, I holla fuck that. Better get that boy a bus pass. I see no competition, baby girl, it must have. My letter said it on my mustache, but maybe never did it, get it, make a bus fast. Good kick, make a chick wanna cut class. Có
các bạn thấy đấy, nghệ thuật 3D thì đâu có chỉ là chúng ta làm những bộ phim hoạt hình, những bộ phim mà các bạn hay theo dõi ở rạp đâu, mà đơn giản chỉ là những món quà rất đáng yêu và ngộ nghĩnh như thế này thôi. Vậy là ngày hôm nay thì Eddy với sự giúp đỡ của anh bạn Sinh rất là khéo léo chứng minh một điều rằng là miễn là bạn có đam mê, sự cần cù và chăm chỉ thì bạn yêu thích cái gì nó cũng sẽ thành công cả mà thôi. Và hy vọng rằng là tôi sẽ được gặp gỡ Sinh với nhiều tác phẩm sáng tạo hơn nữa. Cảm ơn Sinh, ngày hôm nay mình thấy là rõ ràng là món quà mà các anh chàng chắc chắn sẽ cưa đổ những cô nàng với những món quà tỉ mỉ như thế này. Như vậy là qua cả một cuộc hành trình dài ngày hôm nay, chúng mình đã có thể thấy được những tác dụng này và tầm ý nghĩa quan trọng của 3D trong cuộc sống hiện nay. Nào là về kỹ thuật này, nào là về đời sống, rồi bây giờ lại còn cả giải trí cho giới trẻ nữa cơ, rất nhiều. Đúng như lời Gabi nói đấy, và Eddy tin tưởng rằng là để có những cái tác phẩm hoặc là thậm chí là những ứng dụng linh hoạt như vậy thì đằng sau đó là những người nghệ sĩ mà chính là những bạn trẻ. Ngày hôm nay chúng ta đã được gặp và trải nghiệm với họ trong cuộc hành trình dài. Họ thực sự rất đam mê, rất yêu thích nghề này. Với Eddy thì Eddy chúc cho các bạn sẽ luôn luôn giữ được đam mê với nghề nghiệp mà các bạn đang theo đuổi. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ đợi một cuộc hành trình tiếp theo của chúng mình đem lại cho các bạn vào tuần sau nhé. Xin chào các bạn. Every time I call, she just come. Cause every time I call, she get to come. Damn, I'm a lover, and look what this shit done. When I used to keep a roll of them bitches, like which one? It's the boss. It's not a dream, baby. Or is it a dream? She graduated from the school of arts. Now she's swimming in a pool of sharks. Roughest niggas with the coolest cars. Sophomore year, had her first menage. Met in D.C. like Go Barack. Girl drunk it like a Fiji and she blow my socks. Every night she coming through for me to fuck that. Find out she had a man, I holla fuck that. Better get that boy a bus pass. I see no competition, baby girl, it must have. My lattice hit it on my mustache. But maybe never did it, get it, make a bus pass. Good dick, make a chick wanna cut class. The way I'm knocking.